Alo. Dạ. À, mấy anh lên trên đi. Rồi em lên nha. Dạ rồi em cảm ơn. Dạ. Giờ em lên nè. Giờ em lên nè. Ok ok. Hello everyone, today I feel so good. Chào mừng mọi người đến với channel của Warzone và mình là Sơn Động Sâu. Hello anh em. Năm cũ đã qua, năm mới lại tới. Sơn kính chúc anh em cái năm Tý này thật là nhiều may mắn và tràn đầy sức khỏe nha. À, như anh em cũng biết thì trong vòng một năm qua khi mà làm streamer và youtuber thì Sơn cũng là một cái nhân viên xuất sắc nhất công ty về cái vấn đề nỗ lực. Thế nên là sếp Sơn thấy vui quá. Ông dành tặng cho một cái căn hộ ở đường sau lưng nè, The Goldview, 5 tỷ đồng ở chơi mọi người. Thì trong vlog ngày hôm nay Sơn có một cái món quà nho nhỏ dành tặng cho anh em. Thì anh em nhớ xem đến hết cuối video nha. Rồi sơ anh em sẽ biết và sẽ có cái cơ hội để giành được cái phần thưởng trị giá rất là đặc biệt này. À, còn bây giờ thì đi lên trên khám phá căn hộ ở trên cùng Sơn nào. Let's go. Mệt quá. À, cái mùi nhà mới này thơm ghê. Ủa, cái anh bên Viễn Sơn đang lắp máy cho mình nữa anh em. Wow, máy sao rồi anh? Ok đúng không? Ồ, thì lời đầu tiên mình xin rất là cảm ơn các anh em bên Viễn Sơn đã hỗ trợ cho máy này cho mình để mình có thể stream buổi tối. Thì lý do là tại vì sao mà mình có cái dàn này thì bởi vì là ngày xưa lúc trước á mình thường stream từ sáng 10 giờ đến đêm luôn, nhưng mà dạo gần đây thì Hà Tiều Phu lên nó giành máy mình mất là từ 5 giờ chiều nó stream đến tối, thế nên là mình không có máy. Thì rất là vui khi được anh em Viễn Sơn mình hỗ trợ máy này cho mình. Thì cái phần quà của anh em á nó nằm ở trên bàn này, một trong những cái món quà ở trên bàn này, thì anh em nhớ đón xem hết đến cuối video clip nha. Còn bây giờ thì xong chưa? Xong rồi. Xong rồi đúng không? Ok, xong rồi, em cảm ơn anh nha. Rồi. À, còn bây giờ thì Sơn sẽ mời cho anh em chiêm ngưỡng cái dàn máy này nhé. Sử dụng Yasuo thì anh em có thể là biết là không bao giờ gặp những cái tình trạng giật hay lắc.
chứ không như là những cái quán mà nếp cỏ anh em hay dịp khách anh em đặt bàn đặt ghế đâu. Tôi chết rồi, đúng sơn cá nhẹ luôn. Cá mê vô cô Asagi, thấy chưa anh em, thấy chưa anh em, bật full màn hình, bật full màn hình này, chế độ phân giải này full hết luôn, rất cao đó, chỉnh rất cao, full setting luôn, bỏ giới hạn luôn mà vẫn không dịp tắt, là thấy đủ đẳng cấp như thế nào rồi. Tất nhiên á, là sẽ có là những cái dàn máy CPU, những cái con game khủng hơn. Thì cái dàn máy CPU này của Sơn chỉ có là 80 triệu thôi, nhưng mà là rất là vừa giá. Thứ nhất là cho những anh em nào mà làm YouTuber nè, hay là streamer đồ, edit render rồi đó. Và cái thứ hai á, cái CPU này á là cái CPU Core i7 9700K, RAM 32GB và nó có cái ổ cứng đến tận 512 SSD rồi. Thế nên là anh em chơi là đảm bảo là vượt đó. Ví dụ như là anh em coi những cái video solo Nhật Bản rồi đó hay là buổi tối render máy thì tất nhiên là sẽ có là những người anh em muốn mà edit game, thì mình khuyên những anh em mà làm công việc edit game á, hãy mua vào những cái con máy như thế này thật chuẩn. Thì tất nhiên là sẽ có những con máy là xịn hơn, ví dụ như 200-300 triệu hay là 1 tỷ gì đó, nhưng mà gói gọn lại ở trong cái video này thì Sơn muốn chốt cho anh em là cái con mà vừa cực kỳ là vừa mềm nhưng lại vừa chiến tốt và đảm bảo là xài dài lâu nữa đó. Có thể là anh em xài mà kiểu là không hư được, có hư có bảo hành thì sẽ không rớt tuyệt vời đó. Ok anh em, thì vừa mới đánh xong trận Nha Sô rồi, thì ngay cả thầy giáo ba Optimus hay là cậu vàng về Nô Đo với mình cũng cửa đâu. Thì nãy giờ ngồi giới thiệu cho anh em màu mè quá rồi, bây giờ mình giới thiệu chân thật luôn đó. Nói có sách mắt có chứng, quà trao tận tay, tại vì năm nay là năm Tý, năm con chuột, thế nên là mình phải thật lòng đó. Thật lòng với anh em như thế nào thì anh em nhìn đây, cái phần quà này trị giá bao nhiêu tiền nhỉ, anh em biết nhất của mình nha. Cái phần quà này là cái phần quà ổ cứng 256GB SSD của Gigabyte. Khá là ngầu, ai mà lấy phần quà này là ăn Tết vui vẻ luôn. Còn đây là cái con trùng M4, con trùng M4 này ngày xưa khi mà đi đánh sân bóng cơ là sân xài này, năm 2017 đó. Còn cái bàn phím này á, cái bàn phím này là cái bàn phím K9. K9 là tại sao mà xài cái này thì anh em nhìn đây, tại vì nó có cái lực này nè, đấy lực lên lực xuống đây. Lực xuống này thì mình cái tay mình khi mình bệnh xuống vậy này nè đó, thì nó sẽ dễ ứng hơn đó, đúng hơn. Thì là còn bên này là cái con telephone H5, con H5 thì nó lọc âm cũng tốt lắm, mình để mic xa, mình để mic tới miệng này lọc âm cũng được rồi. Còn đây là con chuột M4, đây là con chuột mà mình muốn cho dành quà tặng kiếp và quà cho anh em đó. Thì cái phần quà tặng này rất là đơn giản thôi, anh em nhớ like, share, comment từ số 1 đến 999 và Sơn sẽ bật ở trên random.org. Sơn sẽ chọn ra người nào may mắn nhất và những người nào mà comment sớm nhất. Thì anh em nhớ để hashtag là Watson và hashtag là Gigabyte. Ok, Aurus. Còn đây là cái màn hình của Sơn. Cái màn hình này thì nhìn rất là đơn giản thôi, có 27 inch là anh em, chế độ phân giải 2K, 165Hz. Ôi, nhớ mấy năm trước chơi có 144Hz thôi là phê lắm rồi. Bây giờ 165, tối nay coi phim solo Nhật Bản đỡ kiền anh em ơi. Bây giờ mình sẽ đi qua đây, mình review cho anh em cái này. Không phải cái này nha, cái này là ghế sofa. Cái này nè, thì nhấn mạnh ngày hôm nay sẽ muốn cho anh em xem là đây, cái con CPU Intel Core i7-9700K này của Aorus. Đó, cái RAM này là 4 luồng 32GB anh em, còn bên trong là cái ổ cứng SSD 512GB, nhưng mà Sơn không thể nào mà tháo cái này ra để cho anh em xem được, thì thôi anh em nhìn ở ngoài nha. Còn cuối cùng đây là cái quan trọng nhất của ngày hôm nay, đó chính là cái card màn hình VGA Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC này. Đấy, anh em thấy chưa, hôm nãy cái trận Gia Sô Sơn múa, Sơn lướt, Sơn chỉnh full HD màn hình luôn cho anh em xem mà nó không giật không lắc. Chắc chắn là tối nay xem phim solo Nhật Bản là không lắc rồi. Còn dưới đây là cái biểu tượng của Aorus. Đấy anh em xem nè, cái màn hình, cái khung biểu tượng con đại bàng. Đấy, còn bên này là ba cái luồng quạt, nhìn nó ngầu quá ha. Như anh em biết thì những cái tựa game hiện giờ thì nó đòi hỏi cấu hình rất là cao, thì tuyệt vời nha. Đó, đẹp quá ha, hầm hố quá ha.
chúc mọi người một ngày mới tốt lành và tràn đầy may mắn. Bye bye.